Rướng xâm lãnh bì nẹ. Cá bì bì nghỉ ấy, miên bà rọc bì nẹ, chia xâm lãnh nâng khỉ. Ngày mối, bụ kê có nơi giấy khỉ thả. Bà thay khỏi tứ, anh cái đấy, ba nẹ nà miên trọc xâm bát, dương tớ trình trầm khỉ từ mình từ một. Sao nà dạ khỉ hào dù bần tịch tứ, xâm lãnh mối miên bà bôn cực lẹ. Ai xâm lãnh mối tiết miên bà bôn khát lẹ. Vì lý giúp cho đầm nế, xâm lãnh đầy miệng bà bồn cực lẹ nụ, nên dây cất khả nha bà đầy bà bồn thà. Dương rốt xì ấy, ôi miền chát. Nế chong ở khả nhóm rốt xì ấy. Rư bà khả nhóm ôi thamai nụ quầy lụa đố, nhưng được tua tam, mình hiến được tấn tua chất nẹ tê. Lúc còn lòng một, về cho đầm nế giúp cỏi tiết, bà đầy có nơi dây nâng bà bồn thà. Nhưng ơi, bóng cất khơi rô vò mùi mốc. Mà bạn đôi cùng nít nâng bán mẹ bạc tớ tóc thạc đòi nghe. Cách vừa đôi mà đấy có màn nghe mà lấy. Chưa chờ anh cho nằm một hào ấy nâng nông xa mốt. Miễn xâm phư nẹ chùm nuôn cực rợt tế. Khá lạc sọc sạp bài. Khá lạc có lịch lũng rồi bỏ trọc sọc xa rục bừ. Mẹ bạc góp nâng bán xa mốt nông dàng trả ơn. Đôi chứ này dương kết ngon kinh nghe tờ bài tật xa mốt nông hồi rình. Cò với mẹ bạc rồi bỏ cực một nút. ព្រះព្រះហិមស្រាងនេះនាងទៅដាំបាយដួដាក់កញ្ជើឲ្យមានមហូបនិងស្លាមលូបារីផងយើងទៅបាយទឹកសមុទ្រឲ្យរីងប្រពន្ធលឺហើយក៏ធ្វើតាមបង្គាប់លុប្រឹកឡើងរៀបគ្រប់ប្រដាប់រួចក៏នាំគ្នាទៅបាយទឹកសមុទ្រពេលទៅដល់ក៏ទុកដាក់បាយមហូបស្រួលបួលហើយក៏នាំគ្នាយកកញ្ជើបាយទឹកសមុទ្រឡើងទៅលើគោកបាយតរទៅដល់ពេលបាយទើបឈប់បរិភោគលុបរិភោគរួចក៏នាំគ្នាបាយទៀតដល់ល្ងាច tức non khí trở lập tập tiền huynh. Mạch màn chùm đuôn phạm thái. Và đây có băng đầy mưa tật xa một hai bạp bạp bồn thà. Tức xa rõ xâm đọ hai niên. Ba đứa chân này dân khóc bài tử. Và dù ná trâm gần là khai tiết mục chỉ đình hời. Dân chọc đầy thông tối. Vết vương nghiên bọ bạp học lần lụa dục rạc. Mỗi tiết dân trâu có cài dục mưu rạc. Tộc thà chàng các bạn đã miễn đầm lại được nông xâm phơ tiền phần màn. Đầy lệch lông vui chân nam mục đi. Mình đứng dục tuần nào ở tê. Thà hói, đó là nghĩa có trò lọc một phía huynh. Rực láng từ bài tiệt, hói như dây tay biệt đọt đá đôi thường ngày mùn. Phô mà chà khăn nông xâm mốt, snap lưu đầm nào sắp cổ phây bà rộm ná, có chùm nông khỉa thà. Mà đòn nâng, dân chắc ba chỉ sắp chi mình đuổi lại, dân cố tên nông khỉa tư tu sạch trái xâm mốt, tớp đốt chi vết. Cực hói, nông khỉa hai mùi tư đo sạch trái, tu tàn đầm nào rướng. Đã bỏ rõ đầy bộ phân một bài tật xa một nụ. Sạch trầy đằng hói, có bóng cọp trầy tăng nụ thà. Anh rõ khỉa, bóng dục mỉa pram cổ lò, bạc pram cổ lò, nâng tọc thạp tấl, chán tự ái bỏ rõ đầy bộ phân nụ tư. Hói ông vò phụ kế, cũng ái kế bài tật xa một nụ tiết. Trầy tăng nụ, có bóng nôn và thốt cực châm nôn tam sẽ đầy bóng cọp rõ bỏ sạch trầy. Hói, hai bóng một đo bỏ rõ đầy bộ phân nụ. Xong nẹ tầng phí chụp mai tức giả một tiết tử, bụi dơ nâng ai miên bạc từ nẹ. Bộ rõ bà đầy bạc bốn, miên sẽ kê đầy tự do phần phết, có chụp mai tức giả một chạp bị thay nụ tử. Hai con nông khỉa, tu rê chung chún tự tục ai phát tế lụt ra tại ọ. Bộ rõ bà đầy bạc bốn, có miên trọc giả mặt tràn thay ngồng rưỡng, mang sẽ kê đầy sọc riêng tử. Bộ nà nìa bì xâm lãnh đầy miên bạc bốn khát lẹ nó huynh. Quát nốt nực rực lực đo xâm lãnh rồi bọc khót. Hai cơn nôm bà phân tới lên bà tía xâm lãnh. Đại miên bà phân cổ lẹt. Lũ lăng đọc bà tía, khơi anh kê nâng rộp an chăm chất sạch sạch nào đôi bì đàm. Quạt quân mưa rộp bò trọp rà đà khăn bà tía kê hói có nức khăn nông chất thà. Cào bì đàm, xâm lãnh kê miên trọp xâm mặt xóm là mồm tê. Tại ở lưu ní, kê rộp rộp bò vây nó, có miên tràn mà lấy. Cực hói, ông bà phân xâm lãnh nhu thà. Xâm lãnh ơi, anh sọc thái ní cổ lòng bạc nè. Cho xâm lãnh anh rục xì chùm nuôi nhỏ vây, có miên trọt xâm mặt tràn mà lấy. Xâm lãnh ơi, anh rục xì bài tật xâm mất tại bì nẹ nâng bà phân anh. Vì bật kịp lứ, bà phân anh ngập đàm bài, rượp cổ bật đạp, lụt lửa lá, nôm khí tật bài tật xâm mất. Là nghĩa trả lo mặc bà tẹo vệnh, sạch trầy phấy, có bằng cọp bò rượu và ai bò miệp bạc, nâng rộp bò cổ mốc bò ai anh. Ai xâm lãnh miên bà phân khát lẹ vệnh đằng hỏi, có lý xâm lãnh đại miên bà phân cổ lẹ nụ. Khi có ai bạc khá, dục tới chân chấm chỉ vượt. Lũ trò lọc một tiêu vinh, bê chô đầm nếch, bà rốt nút có đi dây nâng bà bôn khuôn thà. Bước ní, anh nằm bài bì dục. Rịp rốt đạp ở miền sọc cổ rốt,
lửa láng dương nông khi tự bài tật xa mốt hỏi bán miếng prạ rồi bỏ trọp được xâm lãnh dương đài. Lúc prực láng mê khát lẹ chiêu prập bốn bàn cọc bằng cách phương trẻ hói có bán ba khắp vô lòng cò ông cò công phúc mà đón mùi chục đầy dục ông cò từ liếng công phúc mùi chục đầy tiết cho ông cò chỗ chân nắng có công phúc mùi chục đầy tiết đọt bài phúc chọt bái có công phúc thay bằng tịch tiết cho ông cò chùm luôn là mồm chân bình chân năng tại chồng cáo bái xa tay còn là chân năng đòi tại thay nạc thử hói tự đua đặt ảnh trừ hói bằng đá khi tự bài tật xa một bài tiền khấn, bài tiền trì bài bán chùm luôn phạm thằng ngày ọc phô mạch hà tội thống áo phật phầy, hơi này dây khuyệt thả bộ rác bài bà bọn bì nè, một bài tật xa một tiết hơi bộ trấy có xâm lăng tiền phô chăm mớ chăm sạp bà bọn khát lẽ, bọc lấy để bài nút hơi này dây thả bà dù thằng ngày hơi, anh mình khách bà nó bò vậy sao anh mình chạy bài, anh lại bài hơi đây bà bọn chua khní, chê mình chào khní bà cách chùm bạp khní ប្រតាយប្រតបគ្នាតតែអក្រាត់កាយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនិកគេលិចខ្មាស់នៅមាត់សមុទ្រហើយអ្នកទាំងពីរក៏ថាខ្ញុំគេក៏ខ្ញុំចុះអញឡើងបាច់ឡើងអីហើយត្រីទាំងនោះលឺថាឡើងបាច់ក៏ត្រីអត់ហ៊ូចិត្តឡើងសុខបានឲ្យមានឲ្យប្រាក់របស់ទាំងពួងទៀតត្រីទាំងនោះបានឃើញគេខ្មាស់របស់ប្រីប្រពន្ធក៏លោតសោយទាំងពួងឯត្រីសំដាយសោយតតែរយៈមាត់បានជាមាត់ធំដូចគេហែករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ បរោះប្រៃប្រពន្ធគ្មានបានអ្វីសោះក៏លែងឆ្លោះគ្នានាំគ្នាដកសារាយប្តីមួយអំរេចប្រពន្ធមួយទ្រនួលមកផ្ទះវិញចាក់សារាយចោលនៅគៀនជញ្ជាំងឲ្យរលួយខូចអស់ទៅនាងរត់រោគអ្នកមេខាត់លាក់រត់រោគអបអន្សា